Vâng, em xin chào bác nha. Hiện tại đúng giờ Jika đang có mặt ở đường Nguyễn Thái Học, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. Vâng, bên em đang xin công tác là cho chú Kiệu với loa F75. Nhiều người vẫn đang băn khoăn là với loa F75 mình đánh âm ly có được hay không. Thì đây. Vì trong cuộc đời một con âm ly bài Pioneer đây, vẫn đánh rất là tốt luôn. Thiết kế vừa đẹp vừa bắt mắt. Phải công nhận là loa ở Winwood thì nó không kén âm ly. Ok anh chú, chất lượng nhé. Bác đọc rất sâu. Chú bỏ cái thớt này cho nó thấp thấp xuống bên dưới nghe tiếng hay hơn. Bao nhiêu lời bỏ cân luôn. Đúng rồi.